làm được. Câu hỏi thứ tư, các Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, nếu con tinh tấn tu tập thì có thay đổi được tướng số không ạ? Thầy hỏi lại Phật tử này, nếu như mà Phật tử này đang mặc một chiếc áo rất bẩn, do đi trên đường dính mưa dính bụi đất ở trên đường, và Phật tử này thì lấy ra để giặt giũ một nước, hai nước, ba nước đến bốn năm nước, thì hỏi rằng bẩn đó có sạch không? Có sạch không? Theo các Phật tử có sạch không? Sạch, chắc chắn là sạch. Người tinh tấn tu hành tiêu trừ được nghiệp xấu, tiêu trừ được những ác nghiệp, cũng tương tự như vậy. Ác nghiệp thầy ví cho gì? Cho bụi bẩn. Cho nên á, chúng ta tinh tiến tu tập làm các việc thiện, chắc chắn là gì? Sẽ thay đổi được tướng số. Phật tử này nên gì? Nên tìm đọc cái quyển gì? Tích Phúc Cải Mệnh. Tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì Phật tử này sẽ thấy rằng gì? Quan điểm của Phật giáo nói rằng mệnh con người ta là dính gì? Là chính do chúng ta tạo nên. Chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp, chứ không phải là do một vị thần linh, một đấng thiên đế nào tạo nên nghiệp cho chúng ta, có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Phật nói ở trong kinh này, phúc họa đều do gì? Do ta gieo trồng, do ta nuôi lớn và do ta đoạn trừ nó. Người có phúc mà không biết tích phúc thì chúng ta đang đoạn phúc, đang gặm nhấm cái phúc của mình. Và khi chúng ta thì mỗi ngày mà gặm nhấm nó mà không gieo trồng thêm, phúc đó sẽ hết đi. Người có tội mà không biết gì, dừng lại, suốt ngày lại gieo thêm tội nữa, tội để đó càng lớn thêm. Người có tội, người có lỗi mà biết ăn năn, biết cải đổi. Đức Phật nói gì? Giống như người đang mặc chiếc áo bẩn, nhận rằng chiếc áo của mình rất bẩn, đi ra đường thì mọi người cười, mọi người không dám gần, mọi người chê, mọi người chỉ trích. Chúng ta biết điều đó, chúng ta dành một thời gian ngắn ngủi thôi, cởi nó ra, ngâm và giặt nó đi, một nước, hai nước, ba nước, bốn năm nước, chiếc áo đó sẽ sạch. Khi áo sạch rồi, chúng ta mặc ra đường, không ai còn cười chúng ta nữa, không ai còn chửi chúng ta nữa, không ai còn chê trách chúng ta nữa. Đó, cho nên Đức Phật nói ở đời có mấy hạng người. Hạng người sinh ra không làm điều gì tội lỗi, đó gọi là gì? Đó gọi là bậc thánh nhân. Mình nói nôm na đó chỉ có hạng Phật Bồ Tát, các ngài thì hiện tái sinh để độ chúng sinh thì mới có cái hạng này. Hoặc bậc thánh nhân, các bậc vị gì? Chư thiên long bát bộ, các ngài thì hiện ra để độ sinh, để giáo hóa thì mới có gì. Như vậy Khổng Tử nói gì? Sinh nhi chi chi, vị chi thần. Sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi thần. Có nghĩa là sinh ra mà gì? Đã biết mọi chuyện đó. Không cần phải học, vừa sinh ra đã biết mọi chuyện, làm tất cả các việc thiện, không làm việc ác, thì đó gọi gì? Gọi là thánh. Còn học nhi chi chi, vị chi thần. Do học á, mà biết á, do đoạn trừ việc ác á, mà được mọi người yêu mến, mọi người khen á, do làm các việc thiện nhiều á, mà được mọi người kính trọng, mọi người nể phục á, thì đó gọi gì? Gọi là thần. Học nhi chi chi, vị chi thần. Đó, Khổng Tử dạy các đệ tử, các học trò của mình như vậy. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng là thánh cả. Kể cả người xuất gia tu đạo cũng vậy, không phải ai vào chùa cũng là thánh ngay cả. Hay là không phải ai vào chùa tu hành một vài năm, một vài chục năm là thành thánh, thành Phật, thành Bồ Tát hết cả. Không phải một đời một kiếp mà có thể đắc đạo giải thoát ngay được cả.
Đức Phật Thích Ca chúng ta trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mới thành Phật. Một kiếp, một a tăng kỳ kiếp đó. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói, lấy một cái ví dụ, có một cái khoản đá to, to bằng con trâu ấy. 100 năm có một con chim bay trên trời đậu xuống hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau con chim đó lại bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ hòn đá to như con trâu đó mòn hết không còn một chút nào thì đó là thời gian của một gì? Một đại kiếp, hay còn gọi là một A Tăng kỳ kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật, vị bản sư, tức là vị thầy gốc của gì, của chúng ta, của đạo Phật chúng ta ở trên thế giới Sa Bà này, hiện tại này, ngài trải qua ba tăng kỳ kiếp như vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con xem thấy khắp ở trong gì, trong cõi gì, Nam Thiệm Bộ Châu này, không có một chỗ đất trống nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải, là không có xương máu và thịt của Đức Thế Tôn, vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng. Đó, chúng ta thấy thời gian nó lâu xa như vậy, không biết bao nhiêu đời kiếp Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta xả thân cầu đạo như vậy, ngài mới thành Phật. Nay chúng ta có một ai tu một kiếp mà thành Phật được đâu? Có ai tu một đời mà thành Bồ Tát, thành La Hán được đâu, thành Thánh Tăng được đâu? Không có, chắc chắn không có. Chúng ta thấy lục tổ Huệ Năng xuất ra không biết chữ, một cái anh dân tộc không biết chữ, xuất ra vào chùa giá gạo mới có 8 tháng gì đã đắc đạo, đã có bài kệ đắc đạo ghi trên tường, và được gì? Được ngũ tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng cho, trao cho y bát, và trở thành lục tổ của Thiền Tông Trung Hoa, Xiển Dương Tông Phong rạng ngời gì của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Thiền Tông. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một gì, một cái anh nông dân, một anh kiếm củi bóng tiểu khu gì giá gạo thôi. Chúng ta đâu có thấy được đằng sau hay sâu thẳm bên trong trong tiểu khu. Tiểu khu chỉ là cái hình tướng bên ngoài, còn cái gì, cái chất bên trong đó là Phật Bồ Tát tại thế. Chỉ có Phật Bồ Tát tái thế mới làm được những điều kỳ diệu như vậy trong một thời gian ngắn. Gánh củi qua, đằng sau nghe thấy người ta tụng kinh Kim Cương ở trong nhà, đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm mà ngộ đạo. Cụ lục tổ của ngộ đạo từ khi gì? Gánh củi đi qua cửa sổ của cái ông gì? Cái ông chủ rồi, cái ông trưởng giả rồi. Nghe cái ông trưởng giả là một Phật tử tại gia đang tụng kinh Kim Cương, đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, ngài bước qua cửa sổ nghe thấy cái câu kinh đó, ngài chưa một lần biết viết, cũng chưa một lần được đọc sách, nghe thấy câu nói đó mà ngộ. Ngài ngộ cái gì? Một anh tiểu phu chưa từng được học, chưa từng được đọc, chưa từng được viết, mình gọi nôm na là mồi chữ. Vậy mà nghe thấy một cái câu kinh khó như vậy, ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, mà ngài đã gì? Đã thấu tỏ được cái nguồn tâm của mình. Đây không phải là phàm phu tục tử có thể làm được, không phải là một chúng sinh học Phật bình thường mới chỉ có một vài đời vài kiếp mà có thể làm được. Đây là các ngài thể hiện. Nói như gì? Nói như Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói này, đây chính là gì? Phật Bồ Tát vì đại nguyện, vì chúng sinh mà thể hiện ra đời. Đó, cho nên ở đây chúng ta muốn thay đổi được vận mệnh, thay đổi được tướng số, chúng ta có thể làm được. Chắc chắn chúng ta có thể làm được. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải thực sự học Phật, thực sự thực hành các lời Phật dạy thì chúng ta sẽ thay đổi được. Phật tử này hãy tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh,
có kể về một câu chuyện về một vị quan, về một vị Phật tử. Sau khi mà tự mình tích phúc thay đổi được vận mệnh của mình, vì vận mệnh của vị này á, nói là chỉ sống được đến 53 tuổi thôi là chết và không có con. Nhưng khi ông chán trường, tìm đến một ngôi chùa, gặp một vị thầy hướng đạo cho ông, dạy Phật pháp cho ông. Ông tin, ông học, ông về ông thực hành, ông làm các việc thiện. Và chúng ta thấy 53 tuổi ông không chết. Trước đây bảo không có con, nhưng qua 53 tuổi thì ông đã sinh một đứa con trai. Trước đây nói ông chỉ làm đến chức quan huyện, chi huyện là gì? Là hết. Nhưng sau này ông còn làm to hơn chức quan chi huyện này. Trước đây nói là bổng lộc của ông chỉ đến thế là hết. Nhưng sau này bổng lộc của ông được rất rất nhiều. Nhưng những bổng lộc ấy ông lại đem làm công đức, làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, hiếu thảo với mẹ, yêu thương dân tình. Đó cho nên chúng ta thấy tích phúc cải mệnh. Câu chuyện nói về ông Vương Liễu Phàm, hay quyển sách đó còn gọi là, có tên nữa là Liễu Phàm Tứ Huấn. Các vị tìm đọc quyển sách đó, tìm đọc quyển sách đó sẽ thấy được rằng quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói rõ rằng vận mệnh là do chính chúng ta tạo nên, không do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo nên ban phúc và giáng họa cho chúng ta, mà do chính chúng ta vậy. Cho nên câu hỏi thứ tư thầy xin trả lời như vậy.